Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam. Chủ tịch Gold Time chiếm đoạt 320 tỷ đồng từ đa cấp bằng cách nào? Nguyễn Khắc Đồi, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Gold Time và 7 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 329 tỷ của nhà đầu tư qua sàn giao dịch. Hành vi của Đồi, 44 tuổi và đồng phạm sẽ bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 290 Bộ luật hình sự vào ngày 22, 23 tháng 3. Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó chánh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Đến nay, các cơ quan tố tụng mới xác định được 25 bị hại, tòa án đề nghị các nạn nhân khác đến tham dự phiên xử, nêu yêu cầu để được giải quyết quyền lợi. Theo hồ sơ vụ án, tháng 10 năm 2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập công ty cổ phần tập đoàn thời gian vàng Gold Time tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu công ty này đăng ký vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau 4 lần thay đổi năm 2020 tăng lên 10.000 tỷ với các ngành nghề xây dựng, buôn bán thực phẩm, cà phê, kinh doanh bất động sản. Không đăng ký kinh doanh đa cấp, Đồi làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, sở hữu 55% vốn góp, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, thực tế công ty Gold Time không thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất mà huy động tiền trái phép của các nhà đầu tư theo hình thức đa cấp, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước. Đồi thuê người lập website goldtimecoffee.vn, login goldtimecoffee.vn, cài đặt phần mềm goldtimegroup.vn, goldtimekey, goldtimemark, sàn giao dịch thương mại điện tử goldtimepay để vận hành huy động tiền của các nhà đầu tư phân quyền dưới hình thức bán điểm ví. Để mở rộng mạng lưới hoạt động, Đồi thành lập 4 công ty con, trong đó giao cho Trần Hữu Hoàng phụ trách toàn bộ đội ngũ kỹ thuật, giao cho em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh phụ trách mảng quảng cáo, trực tiếp thực hiện các buổi thuyết trình tại hội thảo, diễn đàn, quảng bá, đăng thông tin gian dối về Gold Time để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia mua phân quyền. Cụ thể, các nhà đầu tư F0 sẽ mở tài khoản trên phần mềm của Gold Time, nộp 3 triệu đồng tương đương 3 triệu điểm ví để trở thành nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư F0 giới thiệu được nhà đầu tư F1 tham gia sẽ được hưởng 10% số tiền của nhà đầu tư F1 nộp vào. Gold Time không giới hạn các thành viên tham gia, song chỉ giới hạn 11 tầng từ F1 đến F11. Với cách thức này, Đồi và đồng phạm đã huy động được tổng số tiền 657 tỷ đồng từ hàng trăm nghìn tài khoản trên kênh hệ thống. Trong đó, số tiền đã chi hoa hồng, thưởng cho các nhà đầu tư là 327 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 329 tỷ. Nhà chức trách xác định, do Gold Time không có sổ sách, thu chi, việc nhận và chuyển tiền có thể được thực hiện thông qua tài khoản của những người không phải là nhà đầu tư, nên không thể xác định được chính xác có bao nhiêu nhà đầu tư đã tham gia mua phân quyền. Đến nay, cơ quan điều tra chỉ nhận được tố cáo của 25 cá nhân về việc bị Gold Time lừa. Quá trình điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản của Gold Time với số tiền 179 tỷ đồng, tạm giữ 5 ô tô, kê biên 12 nhà đất và tạm ngưng giao dịch 4 bất động sản khác có nguồn gốc từ tiền huy động của nhà đầu tư. Liên quan đến vụ án còn có gần 700 người là trưởng chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện, giám đốc phân quyền, đại lý kinh doanh của Gold Time có dấu hiệu phạm tội với vai trò là đồng phạm giúp sức tích cực cho Đồi. Bộ Công an quyết định tách hành vi của những người này ra, chuyển cho cơ quan điều tra các địa phương làm rõ, xử lý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!